13. Tự tướng công, hết thảy có hai tướng, tướng chung và tướng riêng. Hai tướng ấy không, cho nên gọi là tướng không. Hỏi, thế nào là tướng chung, thế nào là tướng riêng? Đáp, tướng chung là vô thường, tướng riêng là các pháp tùy đều vô thường, mà mỗi pháp có tướng riêng, như đất có tướng cứng, lửa có tướng nóng. Hỏi, chưa đã nói tánh, này lại nói tướng, vậy tướng và tánh có gì khác nhau? Đáp, có người nói nó thật không khác, chỉ có khác tên. Nói tánh tức là nói tướng tức là nói tánh. Ví như nói tánh lửa tức là tướng nóng, nói tướng nóng tức là tánh lửa. Có người nói tánh và tướng có hơi sai khác. Tánh là nói thể, tướng là nói nó có thể biết được, như thích tử, thọ trị, cầm giới, ấy là tánh. Cạo tóc, mặc ca sa, ấy là tướng. Kẻ phạm chí tự thọ trì pháp của họ là tánh. Đầu có búi tóc, cầm gậy ba chỉa, ấy là tướng. Như lửa nóng là tánh lửa, khói là tướng lửa, gần là tánh, xa là tướng. Tướng không nhất định từ thân phát ra, còn tánh là nói có thật. Như thấy sắc vàng là kim tướng, mà bên trong là đồng, lấy lửa đốt đá mài, biết nó chẳng phải kim tánh. Như người khi cung kính cúng dường, tợ là người lành, ấy là tướng. Còn mắng nhiếc, hủy nhục, phẫn hận, giận dữ, ấy là tánh nó. Tánh tướng trong ngoài, xa gần trước sau, có sai biệt như vậy. Các tướng ấy đều không, gọi là tướng không. Như nói hết thảy pháp hữu vi, đều tướng vô thường. Vì cớ sao? Vì sanh diệt không ngừng, trước không nay có rồi lại không. Vì thuộc các nhân duyên, vì hư vọng không thật. Vì do nhân duyên vô thường sanh, vì do hợp các duyên phát khởi. Có các nhân duyên như vậy nên hết thảy pháp hữu vi gọi là tướng vô thường. Vì nó hay sanh thân tâm phiền não nên gọi là khổ. Vì thân đi đứng nằm ngồi đều khổ, vì là khổ thánh đế. Vì thánh nhân buông bỏ không lãnh thọ, vì luôn luôn bức hà não, vì vô thường. Có các nhân duyên như vậy gọi là tướng khổ. Liền ngã sở cho nên không, vì nhân duyên hòa hợp sanh cho nên không. Vì vô thường khổ không vô ngã cho nên gọi là không. Vì trước sau không thể có được cho nên không. Vì tâm cuồng cho nên gọi là không. Thánh hiện đối với hết thảy pháp không dính mắc cho nên gọi là không. Vì là vô tướng vô tác giải thoát môn cho nên gọi là không. Thật tướng các pháp vô lượng vô số cho nên gọi là không. Vì dứt hết thảy tưởng ngôn ngữ cho nên gọi là không. Vì dứt hết thảy tâm hành cho nên gọi là không. Vì chư Phật, bích chi Phật, A La Hán vào rồi không ra cho nên gọi là không. Có các nhân duyên như vậy nên gọi là không. Vì vô thường khổ không cho nên vô ngã. Vì không tự tại nên vô ngã, vì vô chủ nên vô ngã. Vì các pháp đều từ nhân duyên sanh, từ nhân duyên sanh nên vô ngã. Vô tướng vô tác nên vô ngã, vì giả danh nên vô ngã. Vì thân kiến điên đảo nên vô ngã. Vì dứt tâm trước ngã thì đắc đạo nên vô ngã. Có nhân duyên như vậy gọi là vô ngã, như vậy gọi là tướng chung. Tướng riêng là tướng cứng của đất, tướng ướt của nước, tướng nóng của lửa, tướng động của gió. Chỗ nhãn thức nương là tướng mắt, tai mũi lưỡi thân cũng như vậy. Tướng biết của thức, tướng tuệ của trí, tướng trí của tuệ. Xả là tướng bố thí, không hối không não là tướng trì giới. Tâm không biến dị là tướng nhẫn nhục, phát động là tướng tinh tấn, nhiếp tâm là tướng thiền định, không dính mắc là tướng trí tuệ, hay thành tựu sự việc là tướng phương tiện. Thức tạo tác sanh diệt là tướng thế gian, vô thức là tướng niết bàn. Các pháp như vậy mỗi mỗi có tướng riêng, biết các tướng ấy đều không, ấy gọi là tự tướng không. Các nghĩa khác như trong đoạn tánh không nói, vì tánh và tướng nghĩa đồng nhau. Hỏi, cớ sao không chỉ nói là tướng không mà nói là tự tướng không? Đáp, nếu nói tướng không là không nói đến pháp thể không, nói tự tướng không tức là nói pháp thể không. Lại nữa, nhiều pháp hòa hợp nên có một pháp sanh, một pháp ấy không, như vậy mỗi mỗi pháp đều không. Này pháp hòa hợp nhân duyên chuyển chuyển cũng đều không, hết thảy pháp mỗi mỗi tự tướng không, vì vậy nên gọi là tự tướng không.
Hỏi, nếu hết thảy pháp mỗi mỗi tự tướng không, cớ sao lại có sự giảng nói? Đáp, chúng sanh điên đảo nên chấp lấy hết tướng một tướng khác, tướng chung tướng riêng mà sanh tâm đoán trước, vì để xuất việc ấy nên có sự giảng nói. Có các nhân duyên như vậy gọi là tự tướng không. 14. Nhất thiết pháp không. Nhất thiết pháp là năm uẩn, 12 nhập, 18 giới. Các pháp ấy đều nhiếp vào các môn, đó là hết thảy pháp tướng có, tướng biết, tướng thức, tướng duyên, tướng tăng thượng, tướng nhân, tướng quả, tướng chung, tướng riêng, tướng nương tượng. Hỏi, thế nào là hết thảy pháp tướng có? Đáp, hết thảy pháp có tốt có xấu, có trong có ngoài, đối hết thảy pháp có tâm sanh nên gọi là có. Hỏi, trong vô pháp cớ sao nói có tướng? Đáp, nếu vô pháp thì không gọi là pháp, chỉ vì ngăn có cho nên gọi là vô pháp. Còn nếu thật có vô pháp thì gọi là có. Vì vậy nói hết thảy pháp tướng có. Tướng biết là khổ pháp trí, khổ loại trí, hay biết khổ trí, tập pháp trí, tập loại trí, hay biết tập trí, diệt pháp trí, diệt loại trí, hay biết diệt đế, đạo pháp trí, đạo loại trí, hay biết đạo đế, và thiện trí thế tục, hay biết khổ, biết tập, biết diệt, biết đạo, cũng biết hư không và trí tuệ duyên biệt, tức là hư không vô vi, phi trạch diệt vô vi. Ấy gọi là tướng biết của hết thảy pháp. Tướng thức biết là nhãn thức biết sắc, nhĩ thức biết tiếng, tý thức biết mùi, thiệt thức biết vị, thân thức biết xúc, ý thức biết pháp, hay biết mắt, hay biết nhãn thức, hay biết tai, hay biết tiếng, hay biết nhĩ thức, hay biết mũi, hay biết mùi, hay biết tỷ thức, hay biết lưỡi, hay biết vị, hay biết thiệt thức, hay biết thân, hay biết xúc, hay biết thân thức, hay biết ý, hay biết pháp, hay biết ý thức. Ấy gọi là tướng thức. Tướng duyên là nhãn thức và pháp tương ưng với nhãn thức hay duyên sắc, nhĩ thức và pháp tương ưng với nhĩ thức hay duyên tiếng, tỷ thức và pháp tương ưng với tỷ thức hay duyên mũi, thiệt thức và pháp tương ưng với thiệt thức hay duyên vị, thân thức hay pháp tương ưng với thân thức hay duyên xúc, ý thức và pháp tương ưng với ý thức hay duyên pháp, hay duyên pháp, hay duyên sắc, hay duyên nhãn thức, hay duyên tai, hay duyên tiếng, hay duyên nhĩ thức, hay tiếng, hay duyên tỷ, hay duyên mũi, hay duyên tỷ thức, hay duyên thiệt, hay duyên vị, hay duyên thiệt thức, hay duyên thân, hay duyên xúc, hay duyên thân xúc, hay duyên ý, hay duyên pháp, hay duyên ý thức. Ấy gọi là thức duyên, ấy gọi là tướng duyên. Tướng tăng thượng là hết thảy pháp hữu vi, vì mỗi mỗi tăng thượng vô vi pháp cũng có tăng thượng đối với hữu vi pháp, ấy gọi là tướng tăng thượng. Tướng nhân quả là hết thảy pháp mỗi mỗi làm nhân, mỗi mỗi làm quả, ấy gọi là tướng nhân quả. Tướng chung tướng riêng là hết thảy pháp mỗi mỗi có tướng chung tướng riêng, như ngựa là tướng chung, trắng là tướng riêng, như người là tướng chung, nếu mất một cái tai thời là tướng riêng, ấy gọi là tướng chung tướng riêng. Tướng nương tựa là các pháp đều nương tựa cùng nhau, như cây cỏ, núi sông nương tựa đất, đất nương tựa nước. Như vậy, mỗi mỗi nương tựa nhau, ấy gọi là tướng nương dựa. Như vậy, tướng môn một pháp thu nhiếp hết thảy pháp. Lại nữa, môn hai pháp thu nhiếp hết thảy pháp, đó là pháp sắc vô sắc, pháp khả thấy không khả thấy, pháp có đối ngại không đối ngại, pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu vi vô vi, pháp trong pháp ngoài, pháp quán pháp duyên, pháp có pháp không. Như vậy là các tướng môn hai pháp. 3, 4, 5, 6 cho đến tướng môn vô lượng pháp thu nhiếp hết thảy pháp, các pháp ấy đều không như trên nói. Hỏi, nếu đều không cớ sao nói các danh tự hết thảy pháp? Đáp, người phàm phu đối với không pháp vô minh điên đảo chấp thủ tướng nên phát sanh các phiền não ái, nhân phiền não nên khởi các nghiệp, khởi các nghiệp nên vào các đạo, vào các đạo nên thọ các thân, thọ các thân nên thọ các khổ vui, như tẩm nhà tơ vô cớ tự mình nhà ra lại tự trói lấy mình chịu khổ đốt nấu. Thánh nhân do lực trí tuệ thanh tịnh phân biệt hết thảy pháp gốc gọn đều không, muốn độ chúng sanh nên nói chỗ chúng sanh đắm trước là năm uẩn,
12 nhập, 18 giới. Các ngươi chỉ vì vô minh mà sanh năm uẩn, tự làm tự đắm. Nếu thánh nhân chỉ thuyết về không, thì họ không thể đắc đạo vì không sở nhân, không chỗ nhàm chán. Hỏi, ông nói hết thảy không, việc ấy không đúng, vì sao? Vì hết thảy pháp, mỗi mỗi nhiếp thủ tự tướng, như đất nhiếp thủ tướng cứng, nước nhiếp thủ tướng ướt, lửa nhiếp thủ tướng nóng, gió nhiếp thủ tướng động, tâm là tướng biết, tuệ là tướng biết. Như vậy hết thảy pháp đều tự ở tướng nó, cớ sao nói không? Đáp, trong đại tánh không, tự tướng không ở trên đã phá rồi, nay sẽ nói lại, tướng không nhất định, không thể là tướng. Như váng sữa, mật, keo, sáp đều là tướng đất. Khi hợp với lửa, lửa tự bỏ tướng nó, chuyển thành tướng ướt. Vàng bạc đồng thiết với vua cũng lừa bỏ tướng nó, cũng tự bỏ tướng nó, biến thành tướng ướt. Như nước gặp lạnh thành băng, đổi làm tướng đất. Như người ngủ say, người vào vô tâm định. Cá trong băng giá đều không tâm thức, bỏ tướng tâm của nó, không giác chi gì. Như tuệ là tướng biết. Khi vào thật tướng các pháp, thời không còn cảm giác, tự bỏ tướng biết, cho nên các pháp không có tướng nhất định. Lại nữa, nếu bảo các pháp có tướng nhất định cũng không đúng, vì sao? Vì hư tướng của pháp vị lai không nên đi đến hiện tại. Nếu đến hiện tại, thời bỏ tướng vị lai. Nếu không bỏ tướng vị lai mà vào hiện tại, thời vị lai là hiện tại, là không có quả báo vị lai. Nếu hiện tại đi vào quá khứ, thời bỏ tướng hiện tại. Nếu không bỏ tướng hiện tại mà vào quá khứ, thời quá khứ là hiện tại. Có các lỗi như vậy nên biết các pháp không có tướng nhất định. Lại nữa, nếu bảo pháp hữu vi nhất định có ba tướng là sanh trụ diệt, pháp vô vi cũng có ba tướng là bất sanh, bất trụ, bất diệt. Ông cho pháp nhi trí duyên diệt trong đời vị lai, tức là phi triệt, phi trạch diệt vô vi. Ấy là pháp hữu vi mà không có tướng hữu vi. Nếu ông cho trí phi trí duyên tận là tướng diệt, ấy cũng không đúng. Vì sao? Vì vô thường diệt tận ấy gọi là tướng diệt, chứ chẳng phải là phi trí duyên diệt, nên gọi là tướng diệt. Như vậy mỗi mỗi không có tướng nhất định. Nếu có tướng nhất định mà chẳng không, việc ấy không đúng. Hỏi, phải thật có pháp chẳng không? Vì phàm phu và thánh nhân biết khác nhau. Pháp của phàm phu biết là hư vọng, pháp của thánh nhân biết là chân thật, nương thánh trí thật, nên bỏ pháp hư vọng, không thể nương hư vọng bỏ hư vọng. Đáp, vì phá chỗ biết của phàm phu cho nên nói thánh trí. Nếu không pháp phàm phu, thời không có pháp tánh. Như không bệnh, thời không có thuốc, cho nên kinh nói lìa pháp phàm phu, thời không có pháp tánh. Tánh của pháp phàm phu tức là thánh pháp. Lại nữa, thánh nhân đối với các pháp không thủ tướng, cũng không đắm trước, vì vậy thánh pháp là chân thật. Còn phàm phu đối với các pháp thủ tướng và đắm trước, vì vậy pháp phàm phu là hư vọng. Thánh nhân tuy dùng mà không thủ tướng, không thủ tướng nên không có tướng nhất định. Như vậy không nên cật nạn ở địa vị phàm phu đắm pháp, nên phân biệt là thánh pháp, là phàm phu pháp. Nếu ở địa vị hiền thánh thời không phân biệt, chỉ vì dứt bệnh cho chúng sanh nên nói là hư là thật. Như nói Phật ngữ chẳng hư chẳng thật, chẳng chói chẳng mở, chẳng một chẳng khác, thế nên không phân biệt thanh tịnh như hư không. Lại nữa, nếu pháp chẳng đều không, thời chẳng nên nói không lý luận là tướng người trí, cũng chẳng nên nói không lãnh thọ, không đắm trước, không chỗ nương tựa, không vô tướng, không vô tướng vô tác là chân pháp. Hỏi, nếu hết thảy pháp không, thời chính đó cũng là thật, cớ sao nói không thật? Đáp, nếu hết thảy pháp không, giả sử cho nó là có pháp, thời nó đã vào trong hết thảy pháp bị phá. Nếu cho nó là không pháp, thời không nên nạn vấn. Hỏi, nếu hết thảy pháp không là thật, sao trong Tam Tạng Phật phần nhiều nói vô thường khổ không vô ngã? Như kinh nói, Phật bảo các tỳ kheo, ta nói pháp cho các ông gọi là đệ nhất nghĩa không. Thế nào là đệ nhất nghĩa không? Mắt sanh không tử đâu lại, diệt không đi về đâu, chỉ có nghiệp của nghiệp quả báo, chứ người làm thì không thể có được. Tai mũi lưỡi thân ý cũng như vậy. Trong đây
Nếu nói hết sanh không tử đâu đến, diệt không đi về đâu, thường pháp là không thể có được, cho nên vô thường. Chỉ có nghiệp và nghiệp quả báo mà người làm là không thể có được. Ấy là đệ nhất nghĩa, không trong pháp thanh văn, cớ sao nói hết thảy pháp không? Đáp, chấp ta là cội gốc của hết thảy phiền não. Trước chấp năm uẩn làm ta, sau chấp ngoại vật làm ta. Vì bị cái hít ta trói buộc nên sanh tâm sân giận. Nhân tham giận nên khởi nghiệp, như Phật nói, không người làm là phá chấp ta trong hết thảy pháp. Nếu nói mắt sanh không từ đâu đến, diệt không đi về đâu, tức là nói mắt vô thường. Nếu vô thường tức là khổ, khổ tức là không ta, không của ta của ta không có, nên tâm không đắm trước hết thảy pháp. Vì tâm không đắm trước nên không sanh kiết sử. Không sanh kiết sử thì cần gì nói không? Vì vậy trong Tam Tạng phần nhiều nói vô thường, khổ, không, vô ngã mà không nói nhiều về hết thảy pháp không. Lại nữa, chúng sanh tuy nghe Phật nói vô thường, khổ, không, vô ngã mà cứ hiếu luận về các pháp, vì hạng người ấy nên mới nói các pháp không. Nếu không, ta cũng không của ta ấy tức là vào nghĩa không. Hỏi, cớ sao Phật nói có nghiệp có quả báo? Nếu có nghiệp có quả báo ấy, thời chẳng không? Đáp, Phật dạy pháp có hai. Một là không ngã, hai là không pháp. Vì hạng người chấp có cái ta, thường nên vì họ nói không có, không người làm. Vì hạng người chấp đoạn diệt, nên vì họ mà nói có nghiệp có quả báo. Nếu người nghe nói không người làm, trở lại rơi vào chấp đoạn diệt, nên vì họ nói có nghiệp quả báo. Năm uẩn có thể tạo nghiệp mà không đi đến đời sau. Nhân năm uẩn này tương tục sanh năm uẩn khác thọ nghiệp quả báo. Cho nên nói thọ nghiệp quả báo như mẹ và con, thân tuy khác mà có nhân duyên liên hệ, nên mẹ uống thuốc mà con lành bệnh. Như vậy năm uẩn đời nay đời sau tuy khác nhau mà nhân duyên của nghiệp tội phước tương tục, nên từ năm uẩn đời nay tạo quả báo năm uẩn đời sau. Lại nữa, có người tìm cầu tướng các pháp và đắm vào một pháp, hoặc có hoặc không, hoặc thường hoặc vô thường. Vì đắm pháp nên pháp mình thì ưa, pháp người thì ghét, mà khởi nghiệp ác. Phật vì hạng người đó nên nói các pháp không. Các pháp không thời không có pháp. Vì sao? Vì pháp đáng ưa hay sanh kiết sử? Sanh kiết sử thời làm nhân duyên cho vô minh. Nếu sanh vô minh làm sao mà thật được, ấy là pháp không. Lại nữa, chúng sanh có hai hạng, một hạng đắm thế gian, hai hạng cầu ra khỏi thế gian. Hạng cầu ra khỏi thế gian có thượng trung hạ. Thượng là hạng đại căn, có đại tâm cầu Phật đạo. Trung là hạng trung căn, cầu bích chi Phật đạo. Hạ là hạng độn căn, cầu thanh văn đạo. Vì hạng người cầu Phật đạo mà nói sáu ba la mật và pháp không. Vì hạng cầu bích chi Phật mà nói 12 nhân duyên và pháp độc hành. Vì hạng cầu thanh văn đạo mà nói chúng sanh không và bốn chân đế. Hạng thanh văn sợ hết sanh tử, nghe nói chúng sanh không và bốn chân đế vô thường, khổ, không, vô ngã, không hí luận các pháp, như nai trong vòng vây bị chúng tên độc, chỉ một mực cầu thoát, không còn nghĩ gì khác hơn. Hạng bích chi Phật tuy chán giả bệnh chết vẫn còn có thể một phần quán nhân duyên thâm sâu và có thể một phần độ chúng sanh. Ví như con tê giác ở trong vòng vây, tuy bị chúng tên độc vẫn còn có thể quyến luyến con nó. Bồ Tát tuy chán giả bệnh chết vẫn có thể quán thật tướng các pháp, cứu xét sâu tột vào 12 nhân duyên, thông đạt pháp không, vào vô lượng pháp tính vợ như voi, bạch hương chúa. Ở trong vòng vây thợ săn, tuy bị tên bắn vẫn nhìn xem người thợ săn, tâm không sợ hãi, lại đem kẻ tùy tùng bước đi an ổn. Vì vậy trong Tam Tạng không nói nhiều về pháp không.